Đây là men của chúng ta, Itoki, cậu nhìn thấy có gì đó ở ngoài cửa nên chăm chú vào nó nên bị bạn mách thầy là ngủ gục. Cậu giải thích nên thầy muốn cậu lên giải bài để chứng minh. Cậu làm cái nhẹ nên thầy chọc là khúc này đang phải làm sai cho có cái đồ chứ, cuối buổi hôm đó. Itoki được đám bạn rủ đi chơi nhưng cậu chỉ có thể từ chối vì bận đi học thêm. Họ không biết ngày nào thì cậu mới rảnh được vì hôm nào cũng thấy bận. Cậu học thêm mọi ngày trong tuần khiến đám bạn thấy cậu đúng là một thiếu gia nhưng cậu cho rằng bản thân chỉ là con trai giám đốc của một chuỗi cửa hàng tư nhân. Đám bạn cố thuyết phục cậu rằng năm nay đã là năm cuối của thanh xuân rồi nên cậu phải cố tạo kỷ niệm. Cậu đã định bỏ nhưng một ánh mắt theo dõi cậu từ phía sau khiến cậu không dám. Cô gái này là Setsu, cô là bạn THUO nhỏ của cậu và hiện đang chịu trách nhiệm giám sát để cậu không bỏ học. Nếu mẹ cậu không nhờ thì cô cũng chẳng làm. Cậu cho rằng cô có thể từ chối nhưng cô cho rằng cậu đúng là lắm chuyện. Sau môn học thêm đầu thì cậu đang lên đường đến trường luyện thi ở tiết thể dục vừa rồi thầy có gợi ý cho cậu theo con đường thể dục này vì cậu rất có tiềm năng nhưng cậu mải nghĩ mà quên việc là sắp muộn giờ nên đã quyết định đi đường tắt cậu vô tình gặp tai nạn với một chiếc xe bị thủng lốp ngay trên đường sau khi né được thì cậu đã nán lại xem tài xế có bị gì hay không và trong lúc đó ta gặp sada một người quen của itoki chú ta gặp vấn đề với bà khách khó ưa này đồng nghiệp đã phải kéo sada vào trong và anh cho rằng cứ kệ bà khách kia vì lúc nào bà ta chẳng đến phàn nàn mẹ của itoki quyết định sẽ ra dáng quản lý nên đứng ra giải quyết thay vì bà sẽ làm thay việc ở quán nên nhờ sada hôm nay đi đón itoki giúp lúc đến đón itoki chú ta muốn cậu học đi xe máy nhưng cậu cho rằng bản thân vốn dĩ đâu cần người đến đón sada có nghe về việc cậu gặp tai nạn mà vẫn đi học thì đúng là con ngoan tối về cậu đã giúp mẹ chuẩn bị bữa tối và bản thân cậu muốn đi làm phụ mẹ nhưng mẹ muốn cậu cứ tập trung học cậu muốn nghỉ chút ít để tận hưởng tuổi trẻ nhưng mẹ cho rằng học hành là chuyện cả đời nên giờ học thì sau đỡ khổ. Ngày hôm sau, cậu lên trường và lại bị cô bạn xét theo dõi. Nhưng hôm nay Itoki nhận được một bức thư tỏ tình. Cậu đã giấu mọi người và đến giờ hẹn thì đã tìm đến và gặp Satomi, một cô gái lớp dưới và tự nhận là đã theo dõi cậu suốt thời gian qua và muốn được hẹn hò với cậu. Cậu thấy đây là cơ hội cả đời mới được một lần nên lúc trở về đã xin mẹ cuối tuần được nghỉ học thêm để đi hội thảo. Mẹ biết thừa là cậu có người yêu nên ở bữa ăn đã hỏi cậu về thông tin của cô gái cậu vẫn ngại ngùng nói ra nhưng khi cậu nói đến việc là mới quen biết người ta thì mẹ cậu đã ngay lập tức từ chối bà rất nghiêm nghị đòi cậu dẹp vụ hẹn hò này đi do chẳng có lý do nên cậu đã bắt đầu chống đối đến cuối tuần cậu đã nhờ chú sada giúp để được đi chơi với satomi vì mới đi hẹn lần đầu nên cậu ấp úng chẳng biết phải làm gì cậu đột nhiên được mời về tận nhà chơi và bản thân itoki vẫn chưa tin được mới hẹn lần đầu mà đã nhảy đến bước này Cô cũng bắt đầu thân mật hơn với Itoki khiến cậu chưa hiểu được gì và cho rằng đây có lẽ là một vụ chơi khăm và chắc là có ai đó đang trốn dưới giường. Nhưng câu nói chơi ấy lại thành thật khi một nhóm mặc đồ đen xuất hiện và Satomi thì đói lấy mạng cậu. Đột nhiên Setsu cũng mặc đồ đen xông vào và ném bom khói để đưa cậu ra khỏi đây. Cậu sau đó được ném vào xe và đây là hai cô chú ở tiệm mà mẹ cậu quản lý. Họ đã đưa cậu đi trốn trước nhưng một chiếc xe đã chặn đầu và khiến xe cậu đi gặp tai nạn. Họ đã đánh thức Itoki và muốn cậu chạy đến nơi nào đó an toàn. Cậu cứ chạy như yêu cầu cậu chạy đến một nơi vắng vẻ và đột nhiên đèn tắt, Itoki may mắn gặp một chú cảnh sát và bắt đầu kể lại mọi thứ nhất cách hối hả, nhưng chú đột nhiên bị ám sát bởi mấy tên mặc đồ đen và chúng cũng nhanh chóng bắt trói cậu, cậu đã sắp tiêu đời thì chú Sada tìm đến, chú gọi thanh niên cảnh sát đang giả chết dậy và sau đó là giải cứu Itoki. Chú sau đó đã xử lý đám mặc đồ đen kia và sau đó đưa Itoki về nhà, nhưng mà là nhà của gia tộc. Cậu vào nhà thì gặp toàn bộ họ hàng và cả mẹ cậu mẹ đã cho cậu biết họ là gia tộc iga và là gia tộc của nhưng shinobi cậu không tin vì mẹ chỉ là giám đốc cửa hàng nhưng mẹ cho biết đó chỉ là thân phận giả mẹ cho biết ninja đã phải che mắt xã hội để tồn tại và đến nay vẫn còn rất nhiều gia tộc trên cả nước họ cũng sống bình thường và hòa nhập với mọi người ninja né tránh xung đột với nhau để sống ôn hòa nhưng một gia tộc là kuga đã có ý định phá vỡ sự cân bằng họ được xem là gia tộc mạnh nhất hiện tại và itoki từ giờ sẽ phải tập luyện để trở thành ninja bởi cậu chính là người thừa kế tiếp theo của gia tộc cậu chịu nhưng mẹ cho rằng cậu đã được trang bị đầy đủ cậu vẫn từ chối và cho rằng họ nên báo cảnh sát nhưng ninja có thể giả làm cảnh sát như cậu đã thấy từ giờ cậu chỉ có thể tin tưởng người trong gia tộc và chính bản thân cậu sada xin phép được mượn itoki một lúc cậu không hiểu sự tình gì thì chú cho rằng giờ cậu chỉ có thể làm ninja hoặc chết nhưng cậu vẫn không hiểu vì mới hôm qua còn đang bình thường mà đùng cái cậu đã bị đưa vào đây và bị ép làm ninja nếu không sẽ chết mà giờ kể cả làm thì vẫn có khả năng phái chết, nghe vậy thì chú cho cậu con đường thứ ba là chạy trốn. Chú đã hứa với mẹ cậu là nếu cậu không muốn phải chiến đấu thì hãy dẫn cậu đi trốn, vì ý định chỉ có chú với mẹ cậu biết nên chú cho biết nếu chọn chạy trốn thì giờ là lúc. Vì việc danh tính của cậu bị lộ và bị đe dọa là lỗi của họ nên đây là điều tối thiểu họ có thể làm cho cậu. Sada cũng cho cậu biết việc bố cậu đã mất và mẹ đã phái thay thế cậu làm trưởng tộc cực nhọc ra sao. Mẹ cậu vốn chẳng phải ninja nhưng vẫn trở thành trưởng tộc cho nhà ninja thật giống với cậu lúc này nhưng nếu so những thứ cậu đã trải qua trước giờ với mẹ cậu thì vẫn còn nhẹ chán cho nên giờ cậu phải tự đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ thì itoki đã thương mẹ và rồi quyết định sẽ cố gắng để trở thành trưởng tộc đời kế tiếp tối đó nhà kuga đã có cãi nhau chỉ vì việc một nhóm người trong gia tộc đã cố ý tấn công mà không thông qua trưởng tộc nhưng trưởng tộc nhà kuga không muốn họ đấu đá vì họ là kẻ mạnh và nhà iga của itoki là kẻ yếu nên họ không cần vội sáng hôm sau Itoki được người trong gia tộc thông báo về việc từ giờ cậu sẽ không đi học ở trường cũ nữa mà sẽ tham gia vào một ngôi trường đào tạo ninja. Nơi này được một tổ chức bảo hộ và là một nơi rất an toàn để cậu theo học. Ngày kia sẽ là bài thi đầu vào nên cậu sẽ phải qua bài thi đó để nhập học. Trong lúc đó, mẹ của Itoki đã vô tình bị bên Kuga đến hỏi thăm. Cô đã cho Itoki biết về tổ chức được các làng lập ra vào 70 năm trước để nhằm mục đích giữ các làng không gây chiến với nhau. Mẹ cậu và nhà cu gà lúc này đã lập nên một thỏa thuận làm ăn và họ sẽ tạm thời không gây chiến với gia tộc của bà. Tuy chịu thiệt trong thỏa thuận nhưng đây là cách tốt nhất để giữ mọi thứ được yên bình. Tối đó, cậu đã có phân vân về việc sẽ phải làm trưởng tộc và cũng về cha cậu. Nhưng mẹ không muốn nhắc về cha nên đã lái sang chuyện khác. Sáng hôm sau, cậu có thắc mắc với chú Sada và Setsu về việc cậu có cần phải học nhẫn thuật hay gì đó nhưng mấy cái đấy là ảo nên nhẫn thuật họ dùng chủ yếu đều phải từ dụng cụ. Chú Sada sau đó đã nhận được địa điểm thi thì đã đưa cậu đi. Nơi này là siêu thị của nhà Kuga nhưng vì đã tổ chức thì chắc chắn sẽ không bị gì. Cậu sau đó được su chỉ cho đến hỏi nhân viên và với ký hiệu trong lời nói thì nhân viên đã đưa cậu đến chỗ của những thí sinh khác. Giám khảo đã nêu ra bài thi đầu tiên của họ là trốn tìm. Sẽ có từng cặp được chia ra một trốn một tìm. Nếu trốn thành công trong thời gian quy định thì người trốn qua còn không thì người bắt qua. Setsu đã làm lẹ một vòng và giành chiến thắng. Đến Itoki cậu phải đi tìm nhưng chẳng biết tìm ở nơi nào. Đã vậy còn có vài tên muốn âm thầm ám sát cậu nên chú Sada và Setsu phải âm thầm ở sau giúp đỡ. Họ đã cảnh báo cậu và muốn cậu cứ tập trung vào bài thi. Setsu vô tình phát hiện Satomi nên đã đuổi theo và bị cô ta lùa vào bẫy. Cô ta sau đó đã đi nhắm vào Itoki buộc cậu phải dùng bình cứu hỏa và chuông báo cháy để cản chúng. Giám khảo sau đó đã tìm đến cậu và hỏi lý do cậu làm ồn trong khi ninja phải hành động trong bóng tối. Cậu cho rằng bản thân không thể để ai bị liên lụy vào. Chiều hôm đó, ai nấy đều nghĩ cậu đã trượt bài kiểm tra. Chú Sada muốn cậu chờ đến lúc cuộc thi mới bắt đầu, nhưng đột nhiên có người gọi đến cho biết cậu đã đỗ nên từ nay dáng mà cố gắng để thành một ninja tài năng. Trong lúc đó, Satomi đã bị bắt về để xử tội, nhưng gia tộc cho biết cô ta đã cùng vài người rời đi được một tháng và bị xem là ninja bỏ trốn nên họ sẽ bị xử lý thích đáng. Vài ngày sau, cả trường của Itoki đã phải tổ chức lễ tốt nghiệp. Dù rất tiếc nuối đám bạn nhưng Itoki vẫn phải nói lời chia tay. Cậu chiều hôm đó đã được gia tộc chuẩn bị cho bắt đầu lên đường đến trường mới, khi đến đây cậu sẽ phải tự lực cánh sinh. Cậu và Setsu được chú Sada đưa đến một ga tàu và từ nói này họ sẽ được đưa đến trường mới. Tàu đã đến rước và việc đi hết 3 tiếng khiến Itoki không ngừng lải nhải và sau đó thì họ cũng đã đến ngôi trường. Cả ngôi trường được trải dài trên nhiều đảo và đầy đủ khu vực để đào tạo ra một ninja. Vừa vào trường thì Itoki đã ngu ngơ chạy khắp nơi và rồi bị Setsu bỏ lại, cậu vô tình đụng chúng một đám nhìn có vẻ hung hăng và may mắn được một cô bạn giúp đỡ cô cho biết đám kia là người của nhà cô gà nên tránh chạm mặt chúng thì sẽ tốt hơn cô là ki dây và khi nghe cậu thuộc nhà iga thì cô đã bất ngờ vì gia tộc iga rất nổi tiếng nhưng gần đây có vẻ là nghèo đi hẳn và sắp phá sản đến nơi họ sau đó đã đi đến hội trường và hiệu trưởng cho họ biết những quy luật cơ bản của ninja là không để ai biết không giết và không phản bội tóm lại là không để bị phát hiện cậu sau đó đã đi nhận lớp và chung lớp với ki dây cậu cũng giới thiệu xét với cô và trưa hôm đó ki dây đã chỉ cậu mua đồ rẻ rẻ để tránh gây chú ý với đám cu gà đột nhiên chúng lại thấy itoki nhìn đều chúng nên đứng dậy gây sự ki dây cũng tranh thủ chuồn lẹ và itoki thì vẫn chưa hiểu gì nhưng một người bên cu gà đã biết cậu thuộc nhà iga nên chỉ cho cậu biết đường chủ nhà cu gà của họ đã bị nhà iga của cậu sát hại người trưởng tộc đó có một nhân cách tuyệt vời khiến ai nấy đều kính nể hơn là kính sợ người đó đã có ý định kết nối hòa bình giữa các làng một người như vậy lại bị nhà Iga của Itoki sát hại nên cậu ta thể sẽ nghiền nát cả nhà Iga của cậu. trong lúc đó, chú Sa đa thắc mắc sao họ không nói Itoki biết sự thật thì bà cho rằng chừng nào mọi việc sáng tỏ thì mới nói ra. trong lúc đó, Itoki đã được dẫn đến ký túc nhưng không phải cái này mà là cái này. cậu còn không tin đây là nơi cho người sống nhưng đây cũng là nơi nhiều người khác sống. còn cái ký túc đẹp ban nãy là của nhà Kuga. họ sau đó đã chia nhau về phòng. tối đó lúc đang nằm suy nghĩ thì Setsu tìm đến và cho cậu biết rằng lời mà đám cu gà đã nói chỉ là vu khống nên cậu thay vì suy nghĩ về nó thì hãy bỏ thời gian ra mà luyện tập. Sáng hôm sau, cả lớp Itoki được dạy cách sử dụng nhẫn cụ và phục trang. Vì mới vào học nên cậu vẫn chưa hiểu cái vẹo gì, còn Setsu thì đã biết hết từ trước. Sau khi chỉ dạy Itoki cách mặc trang phục nhẫn giả, thì cô giáo ra cho họ mục tiêu là leo lên nóc nhà ở hòn đảo thứ hai kia. Trên đó có bánh bao mà hiệu trưởng hay ăn nên hãy mang về một cái làm bằng chứng. Họ cũng phải nhanh nếu không muốn để hiệu trưởng ăn hết và rồi trượt môn. Ai nấy sau đó đã chạy lẹ đi còn Itoki thì chưa học qua chẳng biết sử dụng ra sao. Setsu cũng chẳng ở lại phụ nhưng cậu may mắn được một cô bạn cùng lớp là Ryuko đứng lại chỉnh sửa giúp bộ đồ và rồi chỉ dẫn cho cậu đầy đủ, cậu đã có thể di chuyển được. Rơi từ trên cao xuống cũng không đau, cô bắt đầu giải thích về mọi thứ. Rằng những bộ đồ và nhẫn cụ đều sử dụng chung một loại năng lượng, họ tuyệt đối không được để nguồn năng lượng bị phá hủy nếu không thì toàn bộ mọi thứ sẽ bị vô hiệu. Itoki đã cảm ơn cô nhưng cô cho biết vì cô thuộc gia tộc chuyên chế tạo nhẫn cụ nên đây là bổn phận của cô. Cô định nói thêm nhưng Itoki muốn để sau cuộc thi rồi hãng nói. Trong lúc đó, tên cu gà kia và Setsu đã là hai người đi đầu và tên kia đã cố ý tấn công để khiến Setsu về hai. Lúc cả hai đã lấy được bánh thì cậu ta cho rằng sức của cô như vậy thì đừng mơ bảo vệ được trưởng tộc. Ai nấy sau đó cũng đã đến lấy bánh và còn được hiệu trưởng mời nước. Trong lúc đó... Itoki và Ryuko đã đi được nửa đường thì chạm mặt tên cu gà và Setsu đang đuổi bắt nhau, còn Kizei thì đi một đoạn trở về thì bị đám nhà cu gà rình để cướp bánh. Itoki cảm thấy không ổn nên đã để cô bạn đi trước, cậu thì gặp lại Kizei và biết được cô đã bị cướp mất hàng. Cô chỉ cho rằng bản thân kém nên mới để mất cơ hội, nhưng cậu đã quyết định sẽ giúp cô, cậu đi tìm mấy tên ăn cướp và quyết định đối đầu với chúng. Chúng cũng thấy đây là cơ hội để lấy mạng Itoki và rồi nói lý do là tự vệ chính đáng nhưng hiệu trưởng dường như đã cảm nhận được Itoki bị hội đồng nhưng vẫn cố bảo vệ nguồn năng lượng. Cậu đã bám lấy tên cầm đầu và rồi hiệu trưởng đến cản lại. Kể cả là tự vệ thì chúng cũng sẽ bị phạt chung với Itoki nên chúng đành bỏ về. Thầy muốn cậu nhanh lên kẻo ông ăn hết bánh là rớt môn. Cậu đã quay lại trả lái bánh cho kỳ dây. Còn tên kia trở về mà không có bánh thì rất cay. Itoki đã mang kỳ dây chạy đến chỗ của hiệu trưởng và sau đó cậu đã giao lại kỳ dây cho Ryuko chăm sóc. Họ đều thấy Itoki là người tốt, cậu sau đó cũng đã đến chỗ của hiệu trưởng và chỉ còn đúng một cái bánh. Ông muốn cậu cố gắng hơn và bỏ mồm luôn cái bánh đó. Sang ngày hôm sau, Itoki bị cô lập vì đám cu gà đã đe dọa mọi người nếu dám tiếp xúc với Itoki thì sẽ bị tẩn. Nhưng cậu vẫn mặc kệ vì vẫn còn có những người bạn sẵn sàng ở bên cậu. Và thế là tuy bị cô lập nhưng Itoki vẫn được ba cô gái vây quanh. Trong lúc đó, đội điều tra đã tiếp tục vụ rán mà chủ gia tộc cu gà bị sát hại. Việc giấu dao của nhà Iga có trên đó đã biến họ thành mục tiêu khả nghi nhất và chú sada là người bị nghi ngờ nhiều nhất và ta gặp sion cô sẽ là người mới được bổ nhiệm vào phòng điều tra này cô được giao cho điều tra chú sada và những gì cô biết về chú chỉ là chú được người ta con quỷ tu la của nhà iga trưởng phòng đã cho cô thấy lý do anh được gọi là con quỷ như vậy tới camera cũng chỉ quay lại được dư ảnh của sada khi chú ấy di chuyển đến cứu itoki trong lúc đó cô giáo cho biết sắp tới họ sẽ có một bài kiểm tra lý thuyết và họ sẽ được phát nhẫn cụ để ôn tập lúc trở về cậu mang một đống sách đến nhờ ryuko giúp ôn tập nhưng họ lại cho cậu biết mục đích thật sự của bài thi này là họ sẽ phải trộm đáp án từ cô giáo vào ngày trước khi bài kiểm tra diễn ra cô giáo sẽ giấu đáp án đi và họ sẽ phải trộm đi đáp án để qua môn tất nhiên là nếu để bị phát hiện thì họ sẽ bị cho rớt đám cu gà thì vẫn muốn tìm cách nào đó để xử lý itoki tên cầm đầu mặc kệ cho đàn em thích làm gì thì làm còn itoki thì đang được ryuko chỉ dạy cho cách bảo dưỡng nhẫn cụ đa phần người ta luôn giao cho gia tộc của cô làm thay nếu không tự làm được. Và cô cũng thích thú với việc này vì toàn đồ của gia tộc cô làm ra nên cô rất trân trọng những nhẫn cụ này. Nhưng dù cô thích thú đến mấy thì bố cô vẫn không muốn cô dấn thân vào giới ninja mà chỉ muốn cô được sống như cô gái bình thường. Nhưng cô chỉ giận vì cha tự quyết mà không hỏi qua ý cô. Tối đó, cậu thấy Setsu vẫn đang ngồi ở ngoài canh chừng cho cậu. Cậu thắc mắc về việc tại sao bản thân không đủ tư cách mà vẫn bị bắt làm tộc trưởng. Trong khi chú Sada thì rõ ràng tốt hơn cô cho rằng ninja rất coi trọng huyết thống nên họ chẳng còn cách nào khác trong lúc đó chú sada đã đi gặp một ông chú làm trong ngành chế tạo nhẫn cụ chú ta muốn sada giúp đỡ trong phi vụ làm ăn vì ông đang phát triển loại nhẫn cụ này nhưng số người mua không được nhiều anh muốn ông ta qua cu gà mà làm ăn vì họ có vốn nhưng ông biết cu gà sẽ chẳng cần thứ này nếu có lấy thì giá sẽ rẻ mạt trái lại thì ông cũng được nhà cu gà nhờ chế tạo một thứ và vì quy tắc nghề nghiệp ông không thể nói ra nhưng ông biết nếu chấp nhận thì sẽ trở thành nô lệ cho nhà cu gà. Nhưng nếu không nhận thì ông sẽ bị nhà cu gà đè bẹp. Và sau khi nói chuyện thì ta biết ông chính là cha của Ryuko vì ông không muốn con gái phải khổ mà cứ sống hạnh phúc ngoài kia. Trong lúc đó, nhóm Itoki vẫn đang lên kế hoạch cho phi vụ trộm cắp đáp án. Một vài đứa bạn được cậu cứu khỏi đám cu gà lần trước cũng đã quyết định gia nhập để giúp sức. Cậu ngay lập tức nhận lời, tối đó, chú Sada đã chuẩn bị để đột nhập vào một cơ sở. Còn Itoki cùng đám bạn đã chia ra, Ba người thì mò đến trước phòng của cô giáo, họ thấy cô giáo vẫn còn đây. Itoki đã dùng phi tiêu để do thám nhưng đột nhiên cậu làm hỏng và buộc cả bọn phải kéo cậu đi trốn. Cô giáo sau đó đã ra ngoài và những người còn lại đã gây loạn để kéo cô giáo đi. Trong lúc đó chú Sada cũng đã bắt đầu xác định hết các vị trí của camera và rồi phi một mạch thẳng vào bên trong mà không bị camera nào quay trúng. Trong lúc đó thì Itoki mò và không có chìa khóa, hẳn là cô giáo đã mang theo đám Kuga cũng đến phá đám nên Setsu đã rời đi và để Ryuko với Itoki ở lại. Ryuko đã lấy ra một dụng cụ phá khóa và cần họ câu cho cô ít nhất một phút. Trong lúc đó, chú Sada cũng đã đột nhập vào để tìm bản vẽ mà Kuga nhờ ông ký sư làm, nhưng trong đó không có gì nên chú đành quan sát quanh một vòng trước khi bỏ về. Còn Itoki cũng đã lấy được đáp án và gọi tất cả rút lui. Đám Kuga biết chúng đã chậm nên cũng đã ra về. Chú Sada đã tận dụng món đồ chơi mà ông kỹ sư làm ra để đánh lạc hướng và rồi thoát ra. Sáng hôm sau, Sino đã đi gặp trưởng phòng và cho biết cô đã mất dấu Sada, nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục công việc giám sát. Sáng hôm đó, nhóm Itoki đã đối mặt với bài kiểm tra nhưng đề khác hẳn lời giải. Sau bài kiểm tra, đám Kuga đắc ý vì chính chúng đã đổi đáp án trước khi Itoki bắt đầu còn bên văn phòng mà sada đã đột nhập thì anh đã để lại một đơn hàng giúp ông kỹ sư để ông có thể giải quyết được vấn đề kinh tế mà cũng không cần phải mua thứ vô dụng kia chú đã quay lại gặp ông kỹ sư và ông đã nể tình mà tiết lộ cho chú biết nhà cu gà đến nhờ ông làm ra một loại lõi chứa năng lượng nhiều hơn những lõi hiện nay chú ta sau đó đã quay về báo cáo lại cho mẹ itoki và giúp họ biết việc cu gà đang khao khát có được công nghệ mà nhà iga đã làm trong thời chiến trước đây vì kỹ thuật chế tạo công nghệ này đã bị phong ấn và bị xem chi là truyền thuyết mẹ itoki cho biết thứ đó có thật và không thể để ai biết ngoài trưởng tộc đời kế tiếp trong lúc đó hội itoki đang phải trực nhật vì chật bài kiểm tra ai nấy cũng không quá chán nản mà vui vẻ làm còn Setsu cho rằng trong nhóm có kẻ phản bội vì người đó đã cho đám kuga biết về kế hoạch và khiến chúng ra tay trước trong lúc đó tên tóc đỏ nhà kuga nhớ lại việc trưởng tộc đã bị sát hại vĩ đại ra sao người đó khao khát một cuộc sống hòa bình để ninja không còn cần thiết với thế giới này nữa ngày hôm đó Cô giáo thông báo cho họ biết tuần sau sẽ là thi học kỳ nên họ sẽ phải dồn hết sự tập trung cho bài kiểm tra đó. Vì bài kiểm tra này vẫn thường có người gặp tai nạn nên cô giáo cần họ tập trung cao nhất có thể. Cậu có đến hỏi Ki dây về cuộc thi thì cô chỉ cho rằng cậu lo mà cố hết sức. Trong lúc đó, Sion thắc mắc vì sao họ lại để cu gà bành trứng thì lý do là vì cu gà giàu. Còn về lý do họ phải điều tra từng tận vụ này là vì cu gà và Iga hận nhau đến tận xương tủy nếu họ không điều tra rõ ràng thì hai gia tộc sẽ đại chiến và rồi lúc đó thì dân thường cũng sẽ chịu ảnh hưởng còn trường tộc kuga lúc bấy giờ đã tìm gặp cha của thanh niên tóc đỏ và muốn cho cậu ta làm người kế nhiệm tối đó itoki đã lên tiếng với mọi người rằng cậu sẽ rút khỏi nhóm trong bài kiểm tra học kỳ vì cậu không muốn mọi người gặp rắc rối vì cậu ryuko đã cho cậu một chiếc mặt nạ nhẫn cụ để cậu có thể ngụy trang toàn thân và gây bất ngờ cho đám kuga vì chắc chắn chúng sẽ nhắm vào cậu Cậu đã nhận và khi về phòng thì Setsu cho biết việc cậu bị nhắm đến là cái chắc. Nhưng thanh niên tóc đỏ có sát ý với Itoki nên cô lo cậu sẽ bị giết. Cô muốn ra tay trước nhưng cậu cho rằng điều đó sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Cô mặc kệ vì ninja là vậy. Cậu không thích mớ luật lệ hà khắc này của ninja nên đã bỏ đi hóng gió. Cậu đã nhắn tin về cho mẹ và sau đó thì gặp được hiệu trưởng. Cậu đã đi cùng ông lên nóc nhà uống vài ly trà. Cậu đã nói ra việc bản thân đang gặp phải thì ông cho rằng hòa bình sau cùng chỉ là thứ hoa mỹ mà người ta nghĩ ra vì ninja được tạo ra để làm những công việc bẩn thỉu nhằm phục vụ cho nhu cầu hòa bình của người dân. Bố cậu và trưởng tộc của Kuga cũng đã từng hỏi ông câu tương tự và rồi cũng có cùng câu trả lời rằng họ không muốn trở thành thứ ninja như ông vừa nói. Cậu nhận được lời khuyên từ thầy thì đã bắt đầu tập luyện với Setsuko cho biết mục tiêu của bài kiểm tra là phải cướp được lõi của đối thủ. Cậu đánh trực diện thì không có cửa nên có thể tấn công lén lút, đánh không lại thì chạy. Nếu thất bại thì mai phục rồi cướp tạm của ai đó rồi trốn đến hết giờ. Sau khi bàn xong kế hoạch, cô lại kéo Itoki đi tập. Nhưng tên phản bội nào đó đã lấy mảnh giấy chứa kế hoạch của họ rồi gửi về cho đám cu gà. Và không lâu sau đó thì ngày diễn ra cuộc thi cũng đã chuẩn bị diễn ra và luật cấm học sinh dùng những cụ có sức sát thương cao để tránh gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngay khi bắt đầu thì Itoki đã phát hiện một nhóm của cu gà đang cầm theo bản kế hoạch của cậu và đang hướng đến điểm hẹn. Itoki đã đặt bẫy chúng ngay tại đó và phát hiện ra được kẻ phản bội vì chính cậu và Setsu đã cố ý khiến kế hoạch bị lộ. Kẻ phản bội bại lộ thì quỳ xuống cầu xin do bản thân cậu ta mà không làm thì làng sẽ bị tiêu diệt, còn Setsu thì đã tìm đến tên tóc đỏ. Còn bên Itoki thì cậu đã lừa được quân tiếp viện của địch bằng chiếc mặt nạ ngụy trang, cậu định đến cướp lõi rồi chạy thì bị tên này nhận ra và đánh văng, vì hắn chính là tên tóc đỏ cải trang thành. Còn tên tóc đỏ mà Setsu gặp cũng là hàng giả, cô bị bao vây nhưng có thể chống trả buộc tên này đã phải kích nổ. Thầy cô thấy có tai nạn thì quyết định vào cuộc. Itoki đã chạy đi nhưng giữa đường liên tục bị tấn công và chẳng thể làm được gì ngoài tiếp tục bỏ chạy. Cậu thành công vào được trong rừng và dùng bẫy đặt ra từ trước để chống trả. Nhưng kết quả là cậu chỉ có thể phá hư đồ của tên tóc đỏ còn bản thân cậu thì vì bị thương mà ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu thấy ai nấy đều đã ở cạnh cậu. Setsu thì đã ở cạnh chăm sóc cậu đến mức kiệt sức mà gục đi. Hai cô bạn cho biết Setsu đã định thiến cả đám cu gà nếu cậu có chuyện. Tối đó, Sada lại đột nhập vào một nơi nào đó và Sion đã bám theo cô vô tình phát hiện những người ở đây đang thí nghiệm gì đó với cơ thể của trưởng tộc Kuga. Sada đã biết việc Sion bám theo nên mới cô tình để cô thấy và giờ anh cần cô làm việc mà cô giỏi nhất. Chiều hôm sau, ta thấy được Kizei đã có ý định phản bội khi cô ta đã chủ động tìm đến thanh niên tóc đỏ và nghe theo lệnh cậu ta đưa ra. Hè đã đến và cả hội bạn đã kéo đến nhà của Itoki chơi. Riêng Ryuko là vừa gặp biến cố khi cả kho của cha cô đã bị thiêu rụi biết gia đình sẽ khó cầm cự được nên cha của cô đã quyết định sẽ nhận yêu cầu của đám cu gà nhưng ông vẫn lo cho con gái. Sada quyết định sẽ trông chừng đám trẻ suốt hè này nên thêm con gái ông vào cũng chẳng khác gì. Hội bạn sau đó đã chia phòng và đi tham quan một chuyến. Setsu vẫn muốn nam chính phải giữ cảnh giác, cậu sau đó cũng bị gọi đi chuẩn bị cho ngày dỗ của cha nên để đám bạn tự đi tham quan. dây đã đi quanh nhà và tìm ra được những khu vực bí mật trong nhà và sau đó là gửi lại thông tin về cho tóc đỏ. cậu ta nhận được tin thì liền đến tìm cha để xin được đi tấn công nhà Iga trong cuộc tấn công sắp tới. Nhưng cha cậu ta hỏi lý do gì mà cậu ta lại liều mình như vậy. Hồi ở bài kiểm tra cũng đã thất bại một lần và thương tổn là không ít. Cậu ta đã cố bảo vệ lý tưởng của cố trưởng tộc mà luôn dậm chân tại chỗ. Nhưng cậu ta vẫn chọn tuân theo lý tưởng và từ giờ sẽ không nghe theo cha mà vứt bỏ cảm xúc nữa. Cậu ta cho rằng vì cha dạy mà cậu ta đã do dự trong việc ra tay với Itoki nhưng giờ thì không còn nữa. Ngày hôm sau, Sion đã thông báo với cả phòng về việc nhà Kuga đang lợi dụng thi thể của cố trưởng tộc để làm gì đó mờ ám nên giờ họ cần điều tra nhà Kuga thay vì Iga. Nhưng trưởng phòng cho rằng việc này là chưa xác thực và nếu lộ ra sẽ chỉ gây rắc rối nên cô cứ tập trung vào mục tiêu là Sada. Itoki hôm đó đã cùng mẹ đi thăm một thành viên trong gia tộc đã bị hôn mê suốt nhiều năm. Lúc về mộ phần để dọn dẹp thì cậu có kể lại chuyện về cha mà cậu nghe được từ hiệu trưởng. Mẹ cũng rất ngưỡng mộ quyết tâm của cha cậu nhưng để thực hiện được lý tưởng của ông thì sẽ rất khó. Cha cậu đã mất trong nhiệm vụ với Sada và chú vẫn luôn tự trách mình về việc đó. Lúc mẹ là trưởng tộc thì bà đã có giao nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nên lúc cậu lên làm trưởng tộc có thể cũng sẽ gặp những chuyện tội lỗi không thể xóa bỏ cậu phải chuẩn bị tinh thần sớm cho việc đó. Sáng hôm sau, Itoki cùng nhóm bạn đã đến khu chợ của gia tộc và ai ở đây cũng là ninja. Vì giờ chuyện đã lộ nên họ cũng chẳng cần giấu. Thấy cậu mang một danh sách nên họ đã đi chuẩn bị. Một bà cụ đã gọi cả nhóm lại và giao một ủy thác là bắt trăm con cá. Cậu đứng câu mãi chưa được con nào. Đúng lúc này thì hội con gái kéo đến. Họ quyết định cùng nhau thi xem ai sẽ bắt được nhiều cá hơn. Ryuko thì dùng lưới. Setsu bắt tay như gấu còn dây thì dùng cần câu cậu có hỏi bí quyết thì cô cho rằng chỉ cần dụ cá ra khỏi lãnh thổ và tóm cô thấy con cá cũng giống như cô cô không có một gia tộc ninja mà bố mẹ cô là ninja tự do từ nhỏ cô đã bị dạy là không được phép tin bất kỳ ai họ cho rằng chính vì đồng tộc năm xưa cả tin nên mới bị diệt vong gần như toàn bộ ông cho rằng con người chỉ là con mồi và cô không được phép yêu thương con mồi mà phải lừa dối và giả tạo với chúng cô phải trở nên xứng đáng với danh hiệu của gia đình và không được để ai nhận ra nhưng itoki giờ lại cảm ơn cô vì cô là người đầu tiên trong trường giúp đỡ cậu cậu cho rằng cô là một người dịu dàng sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người cô đơn như cậu lúc trở về cô chú đã ra đón họ và cho biết cả gia tộc sẽ mở tiệc nên mới cần nhiều cá như này họ muốn giúp luôn cả việc nấu nướng nên bếp đã mở cửa chào đón itoki thì được cho đi nướng cá và giờ này chú sada mới mò mặt đến vì nãy giờ đi trốn việc itoki nhận thấy ai trong gia tộc cũng tốt chú cho biết ai nấy đều làm như vậy là vì mẹ cậu lúc cha cậu mới mất thì họ đã cố giúp mẹ cậu tươi tỉnh lên và giờ thì ầm ĩ như này đây chẳng hạn như setsu Cô đã bị vứt bỏ từ nhỏ và được mẹ cậu mang về nuôi nên giờ cô sẵn sàng làm mọi thứ cho mẹ cậu. Ai trong gia tộc cũng đều mang ơn mẹ cậu hoặc ít nhất là họ thấy thích bà. Mãi nghe kể mà cậu không để ý việc số cá đã bị chú ăn trộm mất. Chú đã mang cá đến cho Sion vì sợ cô mãi theo dõi chú mà bỏ ăn. Tối đó, khi tất cả cùng nhau ăn uống vui vẻ thì vài người đã cho Itoki biết lúc cha cậu mới mất thì tình thế rất rối ren. Sada thời kia chỉ bị xem là một kẻ cuồng giết chóc. Nên khi chứng kiến trưởng tộc bị sát hại thì chú đã định đi trả thù nhưng ai nấy đều cản lại và cho rằng vì chú mà trưởng tộc mới bỏ mạng. Trong lúc nội bộ chia rẽ thì chính mẹ của Itoki đã đứng ra hàn gắn cả gia tộc và nhờ đó mà bây giờ họ mới có thể cười đùa được như này. Cậu nghe xong thì đã đến nói chuyện với mẹ. Cậu cho rằng bản thân sợ sẽ không thể khiến cả gia tộc được vui vẻ như cách mẹ đã làm. Mẹ đã gọi cậu ra ngoài nói chuyện và khi dây định đi theo. Nhưng một ông bác trong nhà đã cảm ơn hai cô bạn vì nhờ họ mà Itoki đã có thể vui vẻ chấp nhận đi học ở trường nhẫn giả. Họ ban đầu rất lo nhưng Itoki đã nói là cậu rất vui khi được học cùng họ thì cả nhà cũng vui lây. Nghe vậy thì Kize thấy khá ái náy nên chẳng thông báo gì về cho tên tóc đỏ. Tối đó, Sion quay về chỗ làm thì nghe đồng nghiệp hỏi về trưởng phòng vì anh ta gần đây khá lạ. Còn trưởng phòng thì đã tìm đến hiệu trưởng và muốn ông cho phong tỏa ngôi trường vì anh ta sẽ yêu cầu tổ chức đại hội nghị ninja. Còn mẹ Itoki thì đã quyết định cho cậu biết về chiếc lõi năng lượng bí truyền của gia tộc. Chỉ có các trưởng tộc mới được biết và khi giây phút cậu đã sẵn sàng để viết tên lên đây thì cậu đã sẵn sàng một thời gian sau đó hè cũng sắp hết nên đám bạn có khi sẽ phải trở lại trường nhưng đột nhiên một ông chú quay về báo tin rằng nhà trường đột nhiên đóng cửa với lý do là vì lợi ích của học sinh họ đã xem tv thì thấy hoa cúc châu phi đã nở nó chính là ám hiệu cho việc đại hội nghị sẽ diễn ra toàn bộ trưởng tộc sẽ được gọi đi để đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến toàn bộ ninja ở nhật đã 70 năm kể từ lần cuối nó được tổ chức đại hội nghị trước đây được tổ chức là để đình chiến còn bây giờ thì chưa ai biết là gì nhà Kuga gà lo sợ việc xấu của chúng đã lộ nhưng trưởng tộc muốn gia tộc cứ bình tĩnh mà dối phó Sion bất bình vì trưởng phòng không nói gì với cô. Cô đã bị xoay vòng vòng từ khi vào làm ở đây và giờ cô không biết bản thân đang phục vụ lẽ phải gì, nhưng trưởng phòng cho rằng nếu cô chưa tìm được thì cô cứ lo làm nhiệm vụ trước mắt. Trong lúc đó, mẹ của Itoki đã phải lên đường đi học. Cậu muốn đi theo nhưng bà cho rằng mấy chuyện chính trị này chưa cần đến cậu lo liệu. Với cả cũng có Sada đi theo nên họ chẳng cần lo. Những thành viên cũng đã dần dần đến được cuộc họp và tại đây cuộc họp đã chính thức có mặt đông đủ trưởng tộc của mọi làng, danh tiếng của Sada thì vẫn còn cháy. Một vài gia tộc không ưa nhau thì cũng được dịp gây sự, nhưng khi bắt đầu thì vấn đề đầu tiên là gia tộc của ông kỹ sư không có mặt, Cu gà cho biết là ông kỹ sư đã trở thành công ty con của họ, nhưng vấn đề này cũng đáng nói vì theo điều tra thì ông kỹ sư không hề làm việc tại lãnh địa nào của nhà Cu gà mà họ biết, anh ta nghi ngờ có kẻ đang đe dọa sự cân bằng mà họ đã bảo vệ suốt 70 năm qua và kẻ đó hẳn là thuộc nhà Cu gà, vì như đã nói ban nãy đó, cộng thêm việc nhiều gia tộc nhỏ đột nhiên mất tích không rõ lý do. Cho nên nếu gia tộc nào đã bị nhà cu gà làm phiến thì cứ lên tiếng và họ sẽ có quyền bắt giữ nhà cu gà ngay tại đây. Nhưng đa phần đều không bị làm phiền nên chẳng để tâm, có điều nhà Iga đã phải lên tiếng. Bà lấy những bằng chứng mà Sada thu thập thời gian qua để làm bằng chứng và tuyên bố sẽ phá hủy vũ khí bí mật của gia tộc để ngăn thứ đó biến thành mồi lửa chiến tranh. Đột nhiên một trưởng tộc trẻ tuổi cũng đã đứng lên thừa nhận việc họ bị nhà cu gà tấn công và phá hủy đến mức ly tán. Ai nấy sau đó đều đã đứng dậy thừa nhận họ đang bị cu gà đe dọa nên không thể yên tâm phát triển, rất nhiều người đứng dậy làm chứng nên Kuga chính thức bị bắt. Nhưng một người của đội điều tra tìm đến và đưa ra được bằng chứng về việc tộc trưởng nhà Kuga bị bên Iga sát hại. Họ đã đưa ra một đoạn phim và âm thanh trong đó trùng khớp với âm thanh của lõi năng lượng mà nhà Iga phát ra. Mẹ của Itoki không muốn trốn tránh mà chấp nhận để bị áp giải đi. Bà đã nhờ Sada chăm sóc Itoki vì nếu xảy ra chuyện thì cậu sẽ thành trụ cột cho nhà Iga. Lúc trở về, Itoki đã nghe chuyện và Setsu muốn manh động cứu người thì chú Sada cản lại. Cậu nhận được lời nhắn từ mẹ thì quyết định nhờ cô chú tập hợp hết thành viên lại giúp cậu. Trong lúc đó, nhà cu gà đã bắt đầu hành động, Sion thì cũng được trưởng phòng cho phép cô làm theo thứ mà cô xem là chính nghĩa. Tối đó, trưởng phòng cố điều tra lại đoạn phim thì bị tên đồng nghiệp biến chất đâm lén. Hắn đã bị nhà cu gà mua chuộc và làm giả đoạn phim. Sáng hôm sau, Itoki đã tập hợp mọi người và tuyên bố bản thân sẽ là tộc trưởng đại diện. Ai nấy đều đồng ý nhưng cậu chỉ xin làm đến lúc mẹ về. Còn mẹ của Itoki thì đã bị tên biến chất kia tìm đến để tuyên án tử tên tộc trưởng nhà cu gà cũng đã được thả không lâu sau đó hai ngày sau việc trưởng phòng mất tích đã khiến tên biến chất kia đứng ra nhận trách nhiệm làm trưởng phòng mới sion muốn giữ ghế cho trưởng phòng vì cho rằng anh ta đang điều tra một mình nhưng hắn đã tự tiện quyết định bản án cho iga và còn phòng thích cho bên cu gà khiến cô không thể chấp nhận hắn đã thăng chức cô lên làm đội trưởng như là một cách để bịt miệng cô cô đã quay về đội và cho rằng vụ này quá khả nghi nhưng chẳng ai làm được gì tên biến chất kia cô cho rằng tên biến chất đang hơi quá bất công nhưng mọi người đều cho rằng cô mới đang thiên vị quá cho nhà iga Cô cho rằng bản thân không hợp làm đội trưởng nên việc cô được đôn lên chắc chắn là có vấn đề. Họ quyết định sẽ cùng đi tìm tin tức về trưởng phòng cũ để có thể biết được chuyện đã xảy ra, nhưng họ vẫn lo là bị xử phạt nếu lộ ra thì Sion đã lấy yêu cầu của trưởng phòng cũ ra thuyết phục mọi người. Trong lúc đó, tên biến chất đã đưa tộc trưởng nhà Kuga đến thương lượng với mẹ Itoki. Bà biết là hắn muốn chiếc lõi bí truyền kia nên bà đã có vẻ muốn từ chối, và sau khi nghe hắn nói thì bà càng không chấp nhận vì nó giống như cho trẻ sơ sinh cầm dao vậy, rất nguy hiểm. Thương thuyết thất bại nên án tử đã được xem như là chắc chắn. Itoki đang cùng nhóm bạn vui vẻ thì đột nhiên nghe tin về việc mẹ cậu sẽ bị tử hình thì ai nấy đều tỏ ra bất bình và đòi đi cứu bà. Nhưng họ làm càn thì sẽ bị cả hội đồng ninja bài trừ. Sada đã xin phép để bị khai trừ nhằm đi cứu mẹ cậu và cũng không gây ảnh hưởng đến gia tộc. Nhưng Setsu đã làm trước, cô đe dọa Itoki và muốn cậu trục xuất cô. Vì cô không có gia đình và mẹ cậu là người thân duy nhất cô có, cậu đã được thông não và quyết định cho phép cả gia tộc đi cứu người, vì đây là trách nhiệm của họ, với cả họ buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tránh khiến người khác bị thương cậu muốn vài người hãy đi tìm bằng chứng chứng minh gia tộc Iga vô tội bởi họ không sai nên cứ đường đường chính chính mà chứng minh điều đó. Kizay đã nghe được nên tên tóc đỏ sau đó đã đến báo cáo lại về việc Sada đã rời làng để đi cứu người và vì chủ lực của nhà Iga đã đi mất nên đây là cơ hội tốt để tấn công. cậu ta còn xin được đi tiên phong trong cuộc tấn công, tuy cha cậu ta từ chối nhưng trưởng tộc lại chấp thuận. cậu ta cho rằng bản thân không phải trẻ con nên có thể tự quyết. nhà Kuga đã họp lại và cha của tóc đỏ cho rằng cuộc tấn công lần này vẫn quá điên rồ. Vì nhà Iga có thể ít quân nhưng kinh nghiệm của họ thuộc hàng lão làng, kể cả có giành chiến thắng thì Kuga cũng sẽ tổn thất nặng và đây dự kiến là một nước đi sai lầm. Nhà Kuga bị chia ra làm hai phe nên trưởng tộc chỉ có thể hứa là sẽ xem xét, nhưng ông ngay lập tức bị bắn do bị xem là kẻ hèn nhát. Thành phố sau đó đã phát lệnh sơ tán, chú đã đi báo cho Itoki biết việc sơ tán này là do đám Kuga gây ra và chúng đang cố xâm lược Iga của họ. Ở cửa làng, quân địch đã tìm tới buộc một thành viên phải kích hoạt cơ chế phòng thủ để bắn trả nhưng bên cu đã mang theo cả robot nhẫn giả buộc phòng tuyến ngoài phải hy sinh để lấy bớt số lượng quân địch những vị lão làng thì cũng đã phải ra trận sau thời gian dài nghỉ hưu còn chú sada và setsu thì đã tìm đến được nhà giam và giải thoát cho mẹ của itoki nhưng lúc cả hai quay ra ngoài thì đã bị tên biến chất cũng lính của hắn chờ sẵn hắn quyết sẽ cho họ hình phạt còn kinh khủng hơn cả tử hình bên của itoki đã thống kê lại chiến trận thì nhận thấy quân địch nếu tính cả hậu phương thì số lượng gấp 10 lần số quân họ có còn chú sada quyết định ở lại chiến đấu cho hai người còn lại trốn đi tên biến chất đã ra lệnh vô hiệu hóa chú Sada, sống chết không quan trọng. Còn bên Itoki thì càng đánh lâu họ sẽ càng thiệt vì địch đa phần là máy. Nhưng nếu câu giờ đến khi chú Sada về thì tỷ lệ thắng là có, nhưng giờ tập trung quân số lại thì sẽ khá rủi ro nên họ chỉ có thể giải quân ra như lúc này. Itoki vẫn thắc mắc lý do gì địch lại không đánh tổng lực vào dù sở hữu quân số áp đảo như vậy. Ai nấy nghi ngờ là ở cơ chế của đám robot nên Ryuko đã nhờ họ đem một cái xác máy về cho cô xem xét. Bà lão đã nhanh chóng mang về một mẫu và rồi quay lại chiến tuyến để hỗ trợ. Ryuko sau khi xem xét thì nhận ra lõi của đám này có quá ít năng lượng nên dự kiến là đám này sẽ chỉ hoạt động được trong một tiếng. Giờ họ có thể chắc về việc đám robot trần trừ là vì chúng không dám làm liều đến khi hết năng lượng. Do vậy nên chắc chắn lõi bí truyền của nhà cậu sẽ bị nhắm đến vì nếu có được nó thì điểm yếu của đám robot sẽ mất. Cô suy đoán rằng địch có thể có một khu vực nào đó để sạc cho đám robot để chúng thay phiên tấn công. Nếu phá điểm điểm sạc thì họ sẽ tăng thêm tỷ lệ thắng. Sau khi xác định thì có 5 nơi có thể là địa điểm sạc nhưng nếu chia ra thì tiền tuyến sẽ tan rã nên họ cần cắt cử một nhóm đi tuần hết năm điểm này. Itoki và Ryuko đã sung phong đi vì cả hai không muốn ngồi không ở đây. Họ sau một hồi thì chấp nhận để cả hai đi và nếu thấy nguy hiểm thì phải về gấp. Khi không đi và cô đã phải cắn rứt giữa việc nên báo cáo về cho tên tóc đỏ hay không. Còn Sion thì đã mang quân về gô cổ tên biến chất vì họ đã tìm được xác của trưởng phòng và quy cho hắn tội mưu sát. Sada đã giúp họ trong việc bắt giữ nên có thể hiên ngang rời đi. Bên Kuga đã không còn chịu được thêm nữa nên quyết định ném hết quân vào để tổng lực tiêu diệt nhà Iga. Trong lúc đó, Setsu đã đưa mẹ Itoki gần về đến nơi. Còn Itoki và Ryuko thì đã tìm được điểm sạc và nhận thấy đây là cơ hội tốt để tấn công vì địch đang khá lỏng lẻo. Ryuko đã đưa cậu hai quả bom để cài lên máy. Cô đã tạo ra quả bom có khả năng vô hiệu hóa địch tạm thời trong 10 giây và đó là thời gian cho cậu thực hiện kế hoạch. Cô đã ngay lập tức ném vào quả bom mù và để Itoki xông vào nhưng cậu bị tên nhà Kuga ngăn cản và thời gian của cậu cũng đã hết. Cậu bị tóm lại nhưng đột nhiên một robot quay đầu lấy bom ném vào máy. Itoki đã dùng chiếc phi tiêu điều khiển để kích nổ bom và phá hủy cả máy sạc, còn robot đã quay đầu kia lộ ra chính là kỳ dây. Cô cho rằng muốn lừa được địch thì phải lừa được cả quân mình. Nhiệm vụ hoàn thành nên cả ba nhanh chóng ra về, còn tên biến chất đã bị bắt vào ngục nhưng hắn muốn đợi luật sư. Có điều những kẻ đang cố hỏa thiêu xác của trưởng phòng đã khai ra chính hắn là người sát hại nên luật sư cũng không cứu được hắn. Quá cay cú nên hắn quyết định dùng nhẫn thuật gì đó. Trong lúc đó, Setsu đã đưa mẹ của Itoki trở về và nghe tin Itoki đã làm tốt nhưng đột nhiên cô bị mất kiểm soát vì tên biến chất bằng cách nào đó đã điều khiển được cô hắn muốn lấy bằng được lõi bí chuyển nhưng mẹ Itoki đã dùng tình thương để thức tỉnh cho Setsu cô ngất đi và cứ tưởng là đã xong nhưng đột nhiên khi nhóm Itoki trở về thì mẹ cậu đã bị Setsu đâm trọng thương và có thể là đã mất mạng cô đã đứng hình và rồi bị người trong nhà khống chế đêm đó nhiều gia tộc trong vùng đều bị tấn công chỉ vì họ đã đứng lên chống lại cô gà mẹ Itoki đã thực sự qua đời nên gia tộc muốn làm thủ tục để đưa cậu lên làm trưởng tộc luôn. Chú Sada thì đã đi tra hỏi Setsu và điều họ biết chắc chắn là chính cô đã gây ra cái chết cho mẹ cậu. Itoki thì vẫn chưa qua được cú sốc khi chứng kiến mẹ cậu ra đi trong sự cố gắng cứu chữa của mọi người. Trong lúc đó, thanh niên tóc đỏ đã được một người trong gia tộc khuyên rằng cậu ta đừng nên quay về vì tên trưởng tộc đã điên cuồng và sẽ ra tay trừ khử những ai trái ý hắn. Cha cậu ta cũng vì vậy mà mất mạng. Người đó đã cho cậu ta biết mục đích cha cậu ta chọn hòa bình không phải là vì hèn nhát mà vì muốn bảo vệ cho gia tộc. Itoki thì đã chính thức lên ngôi và ai nấy đều hiểu cho cậu nhưng họ đều muốn cậu đừng để cảm xúc chi phối lúc này. Người làng dự tính tử hình Setsu và dùng biện pháp mạnh để chống lại nhà Kuga, nhưng cậu chỉ xin họ bình tĩnh tới khi tang lễ kết thúc. Hai cô bạn của Itoki sau đó cũng xin ra về. Trong lúc đó, Sion đã cho chú Sada biết việc tổ chức sẽ tạm thời được hiệu trưởng quản lý vì sau cùng ông vẫn là người sáng lập ra tổ chức này. Cô đã điều tra được việc Setsu có liên quan đến nhà Kuga. Khi hai cô bạn ra về, chú Sada đã đến tìm cậu để đưa cậu đi gặp Setsu. Cô lúc này đã suy sụp đến mức muốn từ bỏ cuộc sống. Cô đã không biết chuyện xảy ra nhưng cô chắc chắn bản thân là người đã ra tay. Nhưng chú Sada đã điều tra được Setsu là con của vợ lẽ nhà cu gà và cô đã bị cấy một loại chip để thao túng trí não. Chú đã biết từ lâu nhưng mẹ Itoki đã cố ý nhận nuôi cô. Họ nhận thấy Setsu đã cố gắng chống trả khỏi bị tẩy. Não nên cho cùng thì đây không phải lỗi của cô. Trong lúc đó, Kizei đã về báo cáo với cha và ông quyết định sẽ tử tế với con gái một lần duy nhất trong đời ông giải phóng cô khỏi chức vụ người kế thừa gia tộc và chết chung với đám người mà Kuga phải đến Ryuko thì đã gặp lại cha và thấy ông đã nhập bọn với Dương quá và từ giờ họ sẽ phải dẹp tiệm lễ tang của mẹ Itoki đã diễn ra và tóc đỏ sau cùng cũng đến viếng cậu ta muốn đến hỏi Itoki cảm giác khi mất người thân và khiến hai thanh niên quay ra đập lộn cậu ta vẫn cố chấp với con đường của gia tộc Kuga để rồi khi ra về cậu ta đã nhận được di vật mà cha để lại và biết chính tên trưởng tộc hiện tại đã giết vị cố trưởng tộc mà cậu ta ngưỡng mộ chỉ vì tên trưởng tộc hiện tại muốn cai trị tất cả từ trong bóng tối ngày hôm sau itoki bị cả làng thúc ép về việc phải trả thù nhưng cậu vừa muốn trả thù vừa muốn bảo vệ cả gia tộc nên cậu đã nhận thấy bản thân không đủ tín nhiệm để làm tộc trưởng khi itoki đến gặp mọi người thì cậu quyết định sẽ giao lõi bí truyền cho kuga đổi lại thì cậu sẽ ép chúng để yên cho gia tộc nếu chúng thất hứa cậu cũng sẽ có biện pháp đối phó nhưng họ vẫn muốn được ăn cả ngã về không bằng cách chiến đấu cậu cho phép ai không tuân theo rời khỏi nhà iga sada cũng theo cậu nên họ đành chịu còn hiệu trưởng lúc này đã đưa ra biện pháp là hòa giải với kuga đây là ý của itoki vì cậu muốn họ làm giám sát viên cho hiệp ước hòa bình nếu kuga phá bỏ hiệp ước thì họ sẽ vào cuộc thanh trừng hết nhà kuga họ cũng sẽ giám sát để chiếc lõi không bị dùng vào mục đích quân sự điều kiện này khiến đám kuga không chấp nhận chúng quyết định sẽ chỉ hoãn trả lời bên của hiệu trưởng và lên kế hoạch tấn công iga để cướp đi chiếc lõi sion sau đó đã đến gặp itoki để bàn bạc còn hai cô bạn thì đã tìm tới nhau kizay đã nói ra hết sự thật về việc cô đã gây hại ra sao đến gia đình itoki cô cho rằng bản thân giờ chẳng còn lại gì ngoài cái mạng này nhưng ryuko sẵn sàng tha thứ cho cô bạn thân tối đó tóc đỏ đã gọi cho tên trưởng tộc để giao ra đoạn phim vì cậu ta cho rằng bản thân khác với cha sáng hôm sau ai nấy đều muốn itoki từ bỏ cái ghế trưởng tộc vì nó quá sức với cậu nhưng cậu vẫn từ chối và giữ vững quan điểm ai chống đối sẽ bị khai trừ kizay đã đến tìm chú sada để nhờ chú chuyển lời đến cho itoki nhưng chú đã biết cô phản bội nhưng chú biết trong gia tộc còn một người nữa nên đã bảo cô ra về và sẽ chuyển lời của cô đến itoki sau gia tộc Iga đã phải dàn trận để bắt Itoki và cướp lấy chiếc lõi. Tên trưởng tộc Kuga đã nghe được kế hoạch và muốn kẻ phản bội ra tay cướp lấy khi có thể, và người phản bội lại chính là người cô mà họ tin tưởng nhất. Cô đã buộc phải phản bội để giữ mạng cho người chồng đang hôn mê. Chính cô là người đã gây ra cái chết cho mẹ Itoki chứ không phải Setsu, vì bại lộ nên cô định cắn thuốc để giải thoát. Cả gia tộc phải nhanh chóng cố gắng tìm cách cứu chữa. Itoki sau đó mới quyết định ra đi vì cậu đã làm xong nghĩa vụ với nhà Iga. Sada vốn đã đến gặp tóc đỏ và lấy được bằng chứng từ cậu ta cậu cũng đã giao lại chức trưởng tộc cho làng và muốn họ chạy đi nếu đám cu gà tìm đến vì chỉ cần những con người Iga vẫn còn thì làng vẫn sẽ tồn tại. Cậu đã lên kế hoạch với Sada để tấn công vào trụ sở của cu gà và cậu sẽ sử dụng đến bộ đồ có chứa chiếc lõi bí truyền của gia tộc. Danh sách trưởng tộc thì cậu cũng đã gạch tên của bản thân đi. Người trong gia tộc đã hiểu được ý định của cậu thì quyết định sẽ nghe theo cậu và ở lại chiến đấu nhằm khiến địch không phát giác ra kế hoạch của cậu. Chú Sada và Setsu quyết định sẽ đi với Itoki. Cậu khuyên họ ra về nhưng giờ cậu chẳng còn là trưởng tộc nên chẳng có quyền cả ba đã chính thức xông vào địa bàn của Kuga. chúng định gọi quân tiên phong về thì tín hiệu đã bị cả làng chặn lại nên chúng đành tiếp tục tấn công như đã định itoki thì vô tình gặp lại hai cô bạn họ đều tìm đến để trợ giúp cậu còn ki dây thì muốn trục lỗi để tiếp tục làm bạn với cậu lúc tìm lên trên cao hơn itoki đã thể hiện một chút võ nghệ từ vũ khí bí mật của gia tộc cậu nhanh chóng làm gỏi đám robot nhưng cũng bị thứ này báo hại khi nó quá hao thể lực setsu đã đưa cậu rời đi nhưng lại chạm mặt hai tên khác ở đây tóc đỏ đã tìm đến để hỗ trợ cậu vì cậu ta cũng có cần trả thù cho cha Itoki và Setsu đã gặp được tên trưởng tộc ông ta cho rằng cậu không có gan giết người nên không đồng ý đàm phán nhưng Itoki đã cho rằng bản thân cậu hiểu lý do ông ta làm những việc này là vì ông ta không muốn ninja nào được sinh ra và chịu khổ như ông ta nữa nhưng lão ta lật mặt và cho rằng cậu quá nhân hậu để ảo tưởng ra điều đó lão ta chỉ đơn giản là thấy ninja quá phiền phức nên mới muốn vứt bỏ tất cả lão chỉ xem họ như sâu bọ thế thôi ông ta cố khích cậu ra tay với ông ta nhưng Setsu đã cản cậu lại cậu đã ra về vì toàn bộ đã được quay lại cho sion thấy Giờ cô đã có bằng chứng để bắt giữ ông ta. Hiệu trưởng cho phép cô hành động nên tất cả đã đồng loạt xông vào. Ông ta không chấp nhận để cậu thắng dễ như vậy nên quyết định mặc giáp lên chiến đấu. Setsu vì đỡ cho cậu mà ngất đi. Itoki đã dùng giáp để chiến đấu nhưng thể lực cậu vẫn thua ông ta. Cả hai đã xông vào chiến đấu và chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Và nhờ trang bị nạp vip thì cậu đã chiến thắng. Cậu không lấy mạng ông ta mà bỏ đi vì cho rằng lão ta quá thảm hại khi cho rằng bản thân bị đối xử bất công nên là lỗi của cả thế giới. Cậu vừa quay đi thì ông ta đòi lấy mạng cậu nhưng chú Sada đã ra tay xử lý ông ta và rồi nhận hết tội lỗi về mình và bỏ trốn. Chú đã nhận hết tội về việc đột nhập vào đây và lấy mạng của tộc trưởng Kuga. Sion thể sẽ bắt được chú, Itoki và Setsu đã ra về. Và vài năm sau trôi qua, ai nấy đã tha thứ cho Sada vì chú hắn đang bảo vệ cả gia tộc từ trong bóng tối. Nhưng tất nhiên truy nã vẫn là điều chú phải nhận. Ryuko và cha vẫn tiếp tục làm kỹ sư, còn Kizei thì đã đi làm diễn viên. Tóc đỏ thì lãnh đạo cả gia tộc Kuga và cố làm nó tốt hơn. Setsu đã đi thăm mộ mẹ nuôi và cho biết Itoki đã đi làm được 3 ngày, cậu thì đang trên đường đi làm và may mắn cứu một đứa nhóc rơi khỏi đường tàu. Cậu nhóc thấy cậu nhanh vậy thì nghĩ cậu là ninja, nhưng cậu muốn họ biết ninja đã không còn tồn tại nữa và phim đến đây cũng là kết thúc.